Sử dụng khả năng tương tác thông minh giữa quảng cáo ngoài trời và công nghệ tương tác thực tế ảo AR, chiến dịch của Tổ chức Y tế Quốc gia kêu gọi hiến máu nhân đạo khiến nhiều người xúc động. Tổ chức đã sử dụng các màn hình LED khổng lồ tại nhiều địa điểm công cộng đông người qua lại ở Anh để phát sóng chiến dịch. Ban đầu, trên màn hình hiển thị hình ảnh của những bệnh nhân đang cần truyền máu, kèm theo hình ảnh của một chiếc túi máu rỗng, gương mặt của họ xám xịt và đầy đau khổ. Cùng với đó là thông điệp kêu gọi hiến máu cứu người. Người qua đường có thể ghé lại để tham gia hoạt động hiến máu ảo. Họ được dán một chiếc sticker trên tay. Tổ chức sẽ sử dụng ứng dụng thực tế ảo tăng cường AR để quét cánh tay của họ. Trên màn hình điện thoại hiện ra giao diện máu được rút từ cánh tay của người qua đường. Đồng thời, túi máu ở trên màn hình LED phía trước cũng dần được bơm đầy và khí sắc tiều tụy của những người bị bệnh cũng dần hồng hào khỏe mạnh trở lại. Được biết, những người xuất hiện trên các biển quảng cáo là những bệnh nhân ở ngoài đời thực, nhưng họ đã được chữa trị bằng việc nhận máu được hiến từ những người tốt bụng. Và họ cũng đã xuất hiện tại chiến dịch để tương tác cùng với đám đông và bày tỏ sự biết ơn của mình đối với những ai đã sẵn sàng hiến máu để cứu người. Nhờ sự tương tác giữa quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số và ứng dụng thực tế ảo tăng cường đã giúp cho chiến dịch được truyền tải một cách thông minh và ấn tượng. Chiến dịch cũng đã được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội để nhiều người cùng biết đến và tham gia vào hoạt động hiến máu cứu người. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ngoài trời nha.